giờ này là buổi sáng không rồi, giờ tiếp tục mấy anh em của mình đi lên mua vé đang đi lên núi Bà Đen nhau rồi. Hồi sáng ngày qua thì đi đây chỉ quay vòng vòng dưới chân thôi, tại đi trễ quá cho nên bây giờ mình mới sáng sớm này mình mới đi xuất phát đi mua vé đi lên núi nè. Vé nãy mua nhiêu á, có vé nào có vé nào bạn ơi, đây là cái giá vé là một người là bao nhiêu, một người là 400.000 một người nha mọi người, còn trẻ em thì 300 nha. Rồi bây giờ mình sẽ lại cái nhà cáp đó, mình sẽ đi lên đó nè, đó đi cáp lên đó thì sáng sớm ta đi cũng đồng ngày mùa 2 Tết đó mọi người, cho nên này cũng rất là vui mọi người. Rồi giờ mình tiến tới thẳng lên cáp rồi mình đi lên núi nha. Đây khu săn của núi rồi mọi người, thấy đẹp, rất đẹp mọi người. Hôm nay đi rất là đông. Đoàn của mình là đi gồm 2, 4, 6 6 người không rồi. Mình nói là 6 người nha. Giờ mình sẽ đi lên nhà cáp nha mọi người. Nhà cáp đi lên núi nha. Đây nhà cáp sắp tới rồi. Đây còn nhiều tới không? Cam và trắng. Vui lòng đi chuyển theo hướng bên tay trái. Quý khách còn lại vui lòng đi thẳng. Xin cảm ơn. Đó mình đi lên đó, mình đi lên cáp lên núi. Sân vua mình đen. Xin chào quý khách. Vé người lớn là bữa nay mùng 2 Tết là người lớn là 400.000 nha mọi người. Còn trẻ em thì 300.000 là cái vé này là vé lên đỉnh đó mọi người. Đây mình lên cái khu này mình sẽ lật cáp nha. Dễ rồi. Mình đã qua thu vé không rồi, giờ mình đi lên cáp nha. Đây mình đi lên cái thang máy rồi lên cáp. Rồi mình đã đi lên cáp rồi, giờ cáp nó chạy nhiều nhiều luôn nè. Tốc độ cao. Cô dạy mà. Sáu người đi chung một chiếc cáp luôn nha. Dữ vậy. Đây mọi người thấy cái cáp chạy dữ không? Thấy ghê luôn. Xài cáp mình đi xuống xài ghê. Rồi giờ này mình chạy tới tầm cỡ nửa đường mọi người. Quay thấy mấy cái khung cảnh ở dưới luôn, rất là đẹp mọi người. Đi lên trên đây mình ngồi á, trên cáp mà tương tự mình đi trên bay á, nó bay. Bên kia cũng có mấy cái đường cáp nó cũng đang đi lên mấy cái núi mà giữa trên các bạn, mấy cái vô bà mọi người. Tầm còn chút xíu nữa là tới trên nha. Ở đây mình đi đây mình dầm mấy con hòn đá vậy. Hòn đá khủng luôn. Chiều cao này cũng rất là cao quá. Quá trời gió luôn rồi. Ở đây mình ngồi trong đây mà gió như vậy chắc một chút xíu nữa mình đi lên trên cái đỉnh bà nó mới gió dữ nữa. Nói không có là cây ở đây thì tới cái mùa nắng này chắc nó cũng khô hết luôn. Mấy cái bông tết này nở rất là đẹp luôn rồi. Mà không biết làm sao mà tôi đem bằng cái vật liệu mà sao mà lên đây đã xây được cái chân này hay không ạ? Đây. Bằng máy bay không? Ở bên kia cũng có một cái đường cáp nó đang đi lên đỉnh. Lên chùa mà. Mình chuẩn bị tới trên nhà cáp không ạ? Đi tới đây đi kiểu ngồi giống như kiểu mà nó lình bình giữa chừng á, giống như mình đi trên mây với mọi người. Nó đau con ôm nó quào. Rồi quay dưới bây giờ mới xa ghê luôn. Như tôi ngủ cao quá. Đây là tôi ngủ không đi trên mây. Đi lên tới đây thì cái cáp nó tốc độ nó nhanh nhưng mà mình ngồi trên đây mình thấy cảm thấy cái cáp nó chạy chậm nhưng mà cái qua tới giờ mình thấy cái cáp này nó chạy rất là nhanh kìa. Xuống thì lúc nào cũng nhanh. Đâu lên nó tua một thôi chứ đâu có đi đâu.
Rồi mình đã tới chỗ rồi mọi người. Giờ mình xuống cáp nha. Rồi, tăng tốc độ luôn. Hết tiền. Chạy 50 km giờ mọi người. Xuống nó mới hết tiền. Dạ. Rồi giờ mình xuống hết trơn. Rồi đi ra. Rồi mình đã xuống cáp rồi, bây giờ mình sẽ đi lên chỗ tượng Phật Hoàng nha mọi người. Đây, đi lên cái đường này đây. Từ từ thôi. Bây giờ từ. Rồi tiếp tục mình sẽ đi thang máy chụp hang nha. Đâu vậy? Đoạn đó hết trơn rồi. Đây, đi lên thang máy luôn. Rồi đoàn của mình đã đi tới trên đỉnh rồi, lên đây quá trời lạnh luôn rồi. Đây, tượng Phật Bà nằm trên đó mà lên đây lạnh xíu, mình đi với vòng bên kia mình quay hết tượng Phật cho mọi người xem ha. Nổi da gà vậy rồi. Rồi mình đã lên đỉnh luôn rồi. Tại bữa nay thấy khách du lịch người ta đi cũng đông, rất là đông rồi. Đây à. Quá trời đông luôn rồi. Giờ cái này tại đi sẽ sớm hơn chút xíu nữa, người ta còn đi đông dữ nữa mọi người. Để mình đi lại cái góc này mình sẽ quay cái tượng Phật cho mọi người xem ha. Đây là tượng Phật Núi Bà Đen không rồi. Thì nói chung là trong video này ai nhìn thấy tượng Phật này nhớ niệm A Di Đà Phật và thả một tim like mọi người. Mình sẽ tin chắc là tượng Phật Bà này sẽ đem đến may mắn cho mọi người trong những trong năm tiếp theo, năm 2024 mọi người. Mình cũng đến đây mình cũng làm khấn vái cho tượng Phật độ mình, nói chung là năm mới là dồi dào sức khỏe, là làm ăn phát tài và ăn cơm thanh dưỡng mọi người. Đây, mọi người nhớ gặp tượng Phật này nhớ mọi người nhớ cầu nguyện một lời sẽ may mắn sẽ đến với mọi người nha. Còn cua này là mới một cái hồ luôn mọi người. Đây. Đây. Còn ở dưới đây là tượng Phật Di Lặc, để chút xíu nữa mình sẽ đi xuống cái khu dưới đó rồi mình sẽ quay tượng Phật Di Lặc thôi. Tượng Phật Di Lặc to lắm rồi. Còn để mình quay sơ ngang cái lòng hồ cho mọi người xem. Đây mình đứng trên đây mình dòm ra thấy cái hồ rất là đẹp mọi người. Sáng này nhưng mà mùa sương nó còn mây nó còn á, cho nên thấy mờ mờ rồi. Mình lên đây mình dòm cái xe xíu rồi. Nhờ cả tượng Phật Di Lặc này cũng to lắm rồi. Ở trên cái băng công này có một dãy nước là để cho mát đó mọi người. Còn đây là tượng Phật, để chút nữa mình sẽ đi lên trên kia nha mọi người. Mình đi lên chỗ cái cầu thang đó, mình sẽ đi lên tham quan mấy cái khu vực đó mọi người. Rồi bây giờ mình đi ha. Bởi vì mình đi sẽ đi vòng lên cái cầu thang trên đó, mình sẽ tham quan mấy cái khu đó coi nó có những cái gì cho nó mọi người. Nhớ gặp tượng Phật này đáng cho mình xin một like nha mọi người. Mình sẽ thành đăng khán giá cho mọi người nào xem được video này sẽ làm ăn phát tài và may mắn trong những năm tới nha mọi người. Mình thấy tượng Phật Bà mình đứng cái góc chỗ này nhìn rất là đẹp mọi người. Đó, mọi người thấy không? Rất đẹp. Trên đỉnh núi mà có tượng Phật này rất là đẹp mọi người. Ở đây là mấy cái bậc thang á, như là 1, 2, 3, 4 bậc. Ở dưới đây là một hồ nước để có mấy cái hoa sen chỗ này mọi người. Mình thấy rất là hấp dẫn mọi người. Mọi người nhớ gặp tượng Phật nhớ cầu nguyện và ước một điều, mình tin chắc rằng sẽ tượng Phật sẽ đem đến cho mọi người nhiều may mắn nha mọi người. Còn bây giờ mình sẽ đi lên trên đó không nè, mình sẽ đi lên vòng vòng cái khu vực trên đó mình tham quan trên đó không nè. Sẵn mình đi sẽ đi quay luôn nè. Còn ở trên đây là mình đứng trên cái mình quay xuống ở dưới luôn rồi. Đây, cái cảnh ở dưới mọi người cũng thấy rất là đẹp. Mình lên đây cảm thấy con người nó thoải mái lắm rồi. Khu ngoài kia là một cái hồ kia bằng hồ dầu tiếng rồi, cái hồ nó rất là rộng, nó chạy rất là xa nè.
còn ở đây là như là đồng ruộng nào kia. Ở dưới khu này cũng có một cái khu rất đẹp, mọi người. Chút nữa mình đi sẽ đi vòng vòng khu này hết nè, mình sẽ đi vòng vòng. Bây giờ mình đứng ở đây mình quay rồi mình hồi mà nữa mình đi xuống dưới vòng vòng mình sẽ quay cho mọi người xem ha. Ở đây có mấy bông hoa rất là đẹp, để chút mình dưới mình coi hoa gì mọi người. Còn bây giờ mình sẽ đi lên trên đó nha mọi người. Mình đang đứng trên cái bậc này là bậc thứ 4 đó mọi người. Đây mình đứng trên bậc thứ 4 mình quay xuống nè mọi người. Giờ phong cảnh rất đẹp mọi người. Ở mấy cái bậc này thì người ta cho làm một cái tượng Phật ở trên đây nè. Mọi mặt như ở dưng thì người ta để nước dưới á. Mà mình không biết nó có người ta có thả cá không? Chắc người ta không có thả cá đâu. Khi mà tới nấy người ta cho nước phun lên á, mỗi một cái một bậc gì là có một tượng Phật đứng bên đây. Đi lên đây là bậc thứ 4, nhưng mà cái bậc ở dưới kia thì không có tượng Phật, còn bậc này dưới bậc kia thì nó có ba tượng Phật không nè. Còn trên kia còn một bậc nữa. Mình quay mình đứng trên tượng Phật 4 mình quay lên cái tượng bà này cũng gần mọi người. Giờ rất là đẹp mọi người. Mọi người có thấy bà nhớ ấn cho mình một like và cầu nguyện những điều ước mình lên chắc sẽ tượng sẽ mang đến cho các bạn trong năm mới may mắn và phát tài mà giờ sức khỏe nha mọi người. Đều có mỗi một bậc thang vậy là có một tượng Phật. Đây mọi người. Còn khu săn dưới kia thì người ta đang tham quan rất là đẹp mọi người. Cái phong cảnh ở đây mình quay xuống mình nói thiệt nó rất là đẹp mọi người. Bây giờ mình sẽ tiến lên dài trên kia mình quay xem ở trên kia mình nghe nói là trên kia có một viên xá lợi ta để trong đó mọi người. Bây giờ mình sẽ đi lên trên đó. Mình đi đây lên là mình đi lên cái chân của bà tượng Phật luôn nha mọi người. Mình sẽ đi, không biết người ta có cho đi lên trên đó không à. Nhưng mà mình đi được tới đâu thì hay tới đó mọi người. Ở dưới đây thì mình quay lên cái tượng Phật nè mọi người thấy không. Bà Phật bà màu đen nha mọi người. Gọi tượng Phật bà này là màu đen. Rồi người ta mới gọi là núi Ba Đen nha mọi người. Mọi người nhớ gặp tượng Phật cầu cho mình một sự may mắn mọi người. Mình cũng sẽ cầu chúc cho mọi người xem được video này là gặp nhiều may mắn và phát tài trong năm mới mọi người. Mọi người nhớ thả tim mình lẫn cho mình một tim nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi vô cái khu vực trong này ha. Mình sẽ đi vòng dưới chân tượng Phật bà luôn. Mình tham quan khu trong này và mình quay một viên xá lợi cho mọi người xem ha. Đây là cái tầng dưới này là tầng tới chân luôn rồi. Còn lên đó mình đi một bậc, hai bậc, ba bậc nữa mới tới chân mà. Nhưng mà mình đổi chắc mình đi không biết có tới trên đó không. Bây giờ mình sẽ đi lên chảnh coi người ta cho đi lên tới đâu thì mình sẽ đi tới đó nha. Dưới đây là một tượng Phật thứ tư luôn rồi. Năm tầng nhưng mà cái tượng này là tượng thứ tư. Giờ mình sẽ vô đó ha mọi người. Để vô khu vực trong này ha. Ở trên đây cũng có bán những ốp lưng điện thoại mọi người. iPhone nói chung là điện thoại đầy đủ. Mà đặc biệt ở trên đây là người ta có mã vàng vô cái ốp lưng cho mình luôn nha. Với mấy cái lá này may mắn nè mọi người. Phát tài. Đây nói chung là trên đây bán mấy cái này cũng rất đẹp mọi người. Đấy mọi người thấy không? Bao đẹp luôn. Giá của một lá này là 2.500.000 mọi người. Một lá như vậy nè. Okay. Mua về sẽ lấy may mắn cho gia đình đúng không ạ? Khu bên đây mình đi hoài dài khu bên đó coi bên đó có còn cái gì đâu mọi người. Bên đây có một lá này có hai con hổ đứng kế bên đó mọi người. Giá nói chung là cái này cũng là bằng vàng. 1.700.000. Không, cái này là 17 triệu. À, 17 triệu mọi người. Cái giá này là 17 triệu là cho một cái lá này dưới hai con hổ mọi người. Vàng thiệt. Bên đây thì cũng có một cây kim tiền tài lộc. Giá là 4 triệu mọi người. Đây, cái cây nó gì không mọi người? Đây là ba. Cái này mua về tiền năm
Bên đây thì cũng có lá, cái lá này cao hơn bên kia là nó 18 triệu mọi người. Cái lá gì nè, không nhìn rất là đẹp mọi người, vàng không luôn. Còn đây là bên đây là gì? 12 cái. 20 triệu. Bên đây là cái bộ bình trà mọi người. Trà có mấy cái ly? 12 con giáp. 12 con giáp nó rất là đẹp mọi người. Hai bộ. 20 triệu. Một bộ bên đây là như 17. Là giá nó 17 triệu đồng á mọi người. 17 triệu đồng. Bên đây là 20 triệu. Một cái gớ, một cái không biết nói. Mình ước gì đợt sau mình đi mình cũng ước là đợt sau nữa mình sẽ chở ở đây, mình cầu mong Phật Bà sẽ phù hộ mình là có tiền để mình mua mấy cái này nè mọi người. Giờ mình chân trên bạn của mình á, hy vọng là vậy mọi người. Giờ mình sẽ đi lên về dài khu kia coi còn cái gì vậy đó ha. Cái khu vòng vòng dưới chân cái này mình đi gió cảm giác là mùa sương nó rất là lạnh luôn rồi. Còn hai người kia đi sao không? Có lạnh không? Lạnh không? Còn mình giờ này nổi ốc luôn, lạnh ghê luôn. Giờ mình sẽ đi qua khu bên kia coi, mình đi lên trên trên cái đường mà. Như này người ta có chi lên không? Hình như người ta có chi lên rồi. Cái đi vô cái cửa không? Mình đi vô trong mình tham quan phải mang ủng nè mọi người, mang mấy cái đồ dớ nè, tao mới cho vô nè. Để đi vô khu trong đó nè. Ơi, bên đó hả? Đứng đây, con đứng im nè. Đây mình đã đi vô tới Phật rồi mọi người. Vô đây chỉ được quyền chụp ảnh này kia là được quyền 5 phút mọi người. Đây, mình kia mình vô là mình sẽ ngồi xếp hàng hết nha. Ngồi có chỗ hết luôn nè. Còn một chút xíu nữa là ta sẽ mở đèn lên. Rồi một chút xíu chúng ta sẽ đóng cái cửa lại. Đóng cái cửa này ta sẽ không biết có mở đèn lên không mọi người. Chắc có thể có mở đèn lên đó. Sáng rồi. Vô đây là phải ngồi xếp hàng gọn ghẽ nè. Rồi bây giờ người ta sẽ chị sẽ đóng cửa lại. Mình đi xong có thể mình đi ra là đi ra cái lối bên đó đó. Rồi còn mấy người đó thôi.